Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm. Thì mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình, cũng như là những bạn đang xem video clip này. Một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của các bạn. Video clip mình xin chia sẻ với các bạn về chiếc MT09 khi mà chúng ta trang bị hành lý để đi những cái cung hành trình gần cũng như là xa. Bởi vì sắp tới đây là qua Tết, các bạn đi tour, đi du lịch rất là nhiều. Và có những bạn quan tâm về xe, không biết là mình nên chọn một chiếc xe như thế nào để phục vụ cho mình nhiều cái kiểu sử dụng khác nhau. Ví dụ như là mình đi phố nè, lâu lâu mình mới có điều kiện, có thời gian mình đi tour. Hoặc là các bạn có thể là mua một chiếc xe có thể là đi làm và đi chơi. Thì ở phía trước màn hình của các bạn là MT09 phiên bản SP 2022. Thì cái chiếc xe này thật sự nó cũng không có phải là quá mạnh. Đối với bản thân mình thì nó bình thường, nó không có quá mạnh. Nhưng mà đối với những bạn mà từ xe phân khối nhỏ mà lên chiếc MT09 SP này á, thì nó là một cái sự thay đổi rất là lớn. Tức là các bạn sẽ cảm nhận được là chiếc xe này nó mạnh. Nhưng mà mình đã từng sở hữu được những cái dòng xe 1000 phân khối á, thì mình thấy chiếc xe này nó bình thường, có một cái gia tốc rất là tốt. Tuy nó không phải là một cái chiếc xe quá mạnh, cũng như là không có trang bị nhiều cái công nghệ giống như những cái dòng xe cao cấp của các hãng khác, của các hãng châu Âu. Tuy nhiên á, những cái trang bị cũng như là cái sức mạnh của chiếc xe nó đủ đáp ứng cho cái nhu cầu cơ bản của nhiều người dùng, và trong đó thì có mình. Nếu như mà các bạn sở hữu những cái dòng xe mạnh hơn thì nó sẽ có một cái trọng lượng xe lớn hơn, và cái chi phí mà các bạn duy trì, bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng nó sẽ cao. Còn cái chiếc xe MT09 này á, thì cái chi phí bảo trì, bảo dưỡng nó thấp, cộng với là cái mức mà tiêu hao nhiên liệu của nó cũng ở một cái mức độ lý tưởng là tầm khoảng từ 18 cho tới 20 cây số một lít xăng. Nếu mà so sánh với những cái dòng mà 650 của các hãng khác á, thì chênh lệch của nó chỉ là khoảng 10.000 hoặc là 20.000, tức là từ nửa lít cho tới một lít xăng. Nhưng bạn thấy là nó tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt, đồng thời thì xe chạy với một cái cường độ ngang bằng với lại những cái chiếc 650 phân khối đó, nhưng mà nó vẫn rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm xăng ha. Mình đánh giá ở đây là về cái mặt của người tiêu dùng, chứ mình không có quảng cáo ha. Cái chiếc xe hiện tại của mình á, chưa có đi xuyên Việt các bạn, nhưng mà cây số mình đã là 9.000 mấy rồi, gần 10.000 cây số. Thì sau cái chuyến tôi đi tour mùng 4 này sắp tới á, thì sau khi mà về thì nó sẽ lên được cỡ khoảng 15.000 hoặc 15.000 rưỡi gì đó. Thì trong suốt cái quá trình mà mình sử dụng chiếc xe này á, chưa có thần sức phát một cái lỗi nào hết. Nếu như mà các bạn nghĩ á, xe mới đi có 9.000 mấy thì làm sao mà có lỗi được, đúng không? Nhưng mà mình đã từng mua nhiều cái dòng xe mới rồi, và mình đi á, tầm khoảng cỡ 6.000, 7.000 là nó đã xuất phát được những cái lỗi lặt vặt nhỏ nhỏ rất là khó chịu. Nếu như mà không có quá lớn thì nó cũng là nhỏ, còn nếu mà không nhỏ thì nó cũng là lớn. Cái xe mình đang sử dụng bình thường thôi, tự nhiên là những cái chi tiết á, cái chất lượng của nó hoặc là nó không có phù hợp với cái điều kiện mà môi trường Việt Nam mình á, và nó không phù hợp với lại cái cách mình sử dụng, thì nó tự nhiên nó hư thôi, chứ không phải là mình ngã đổ hay tai nạn thì nó hư, chuyện đó là bản thân mình. Còn về cái vấn đề mà sử dụng chiếc xe này thì như các bạn thấy là xe của mình đó, đang gắn sẵn là hai cái túi hai bên cũng như là một cái ba lô ở phía sau. Thì trong cái chuyến tour xuyên Việt sắp tới lần này á, thì mình đi cùng với vợ. Mình trang bị hai cái túi hai bên á, là để những dụng cụ, những cái đồ lặt vặt ở hai bên. Còn cái túi ở phía sau á, Lobo 40 lít này thì mình sẽ đi cùng với vợ. Nhưng mà mình đang bàn bạc với vợ mình á, là có thể sử dụng cái túi 50 lít của Lobo để cho nó thoải mái hơn. Với cái túi 40 lít này á, thì nó rất là vừa vặn. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn bỏ áo khoác hay là áo giáp, mà trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi cái điều kiện mà chạy xe đó, từ ở một cái chỗ mà đang nắng ráo qua một cái chỗ mà mưa lạnh,
thì chúng ta cần phải bỏ cái áo khoác áo giáp ở cái chỗ mà mình đang đi bình thường, mình bỏ vào mình cất và mình lấy cái áo khác ra mình mặc đó, cho nên là một cái túi nó có cái khoảng trống sẽ tốt hơn. Nguyên bản của xe này á, thì không có được trang bị ba ga, thì chúng ta phải mua một cái bộ ba ga. Thì cái bộ ba ga thì nó gồm có hai cái đế bắc hai bên, nó sẽ giúp cho chúng ta ràng được một cặp túi đôi, nó sẽ không có bị cạ vào bánh xe và rất vững chắc ha các bạn, rất vững chắc, nó không có bị sụt sịt tới lui và chúng ta sẽ có nhiều điểm để cột dây. Túi Lobo ở phía trên thì mình sẽ cột vào phần đế này nè, đó mình liên kết phần đế này và cái phần ở phía dưới này cho cái dây ở phía trên, thì nó sẽ giúp cho cái ba lô ở phía trên này nè rất là cứng ha các bạn, nó không có chạy về phía trước cũng như nó không chạy về phía sau được. Người ngồi ở cái phần phía sau á, vợ mình ngồi á, thì cái phần này ngồi nè nó sẽ không có bị cắn dây. Cái phần mông của mình cũng tương đối là lớn hơn vợ mình á, mình ngồi thử á, thì nó ok. Hôm qua là em bé nó sơn móng tay mình nha, các bạn đừng có chú ý tới vấn đề này. Thì ngồi ở cái khoảng này nè, nó không có bị cấn và cái lưng mình á tì vào đây. Cái ba lô này thì nó êm các bạn, nó không phải giống như cái Hùng, thành ra là người ngồi sau tì lưng vô thoải mái luôn. Đó, thì các bạn thấy là một cái chiếc xe nó bình thường lắm, công nghệ nó cũng không có phải là quá cao cấp hay là nó được trang bị những cái ghê gớm gì hết, nhưng mà nó đáp ứng được cho cái nhu cầu mình sử dụng rất là tốt. Trong vài năm gần đây á, thì mình đã sở hữu nhiều cái dòng xe khác nhau rồi. Có những cái dòng ADV như là Tiger 900. Thật sự Tiger 900 á, nó đi tốt trong điều kiện mà đường xấu, ok đi hai người cũng rất là tốt, nhưng mà xe nó có một cái trọng lượng nặng, thành ra là và cái chiều cao nữa, chiều cao yên nó cao 850mm khi mà mình đã hạ hết rồi. Thì ngồi á, chỉ nhón chân thôi, cho nên là trong cái quá trình mà mình đi chạy xe thì bình thường ok tốt, nhưng mà lúc mà mình cần chống chân hoặc mình quay xe đó, nó cực kỳ là khó chịu luôn. Và không phải là chỗ nào mình cũng có thể dựng xe được. Một cái chiếc xe nặng mình phải kiếm một cái chỗ bằng mình mới có thể dựng được đó, cho nên nó cũng là một cái vấn đề rất là khó chịu trong cái suốt cái quá trình mà mình chạy xe. Còn với những cái dòng xe như thế này, tuy là nó không phải là thiết kế dạng ADV, thì chúng ta đi á, những cái đoạn đường nó quá xấu á, thì cái phuộc cũng như là những cái trang bị trên xe nó sẽ không có đáp ứng được giống như ADV, thì chúng ta cần phải chạy cẩn thận một chút xíu. Nhưng mà xét trên tổng thể cái đường mà mình chạy á, thì MT09SP nó sẽ đáp ứng được tốt cho mình. Xe này á, thì nó có thể giúp, nó có thể là chỉnh được cái độ mà tưng sóc ở phuộc phía trước cũng như là phuộc phía sau luôn. Nếu mà so với bản thường thì sẽ không có tăng chỉnh được, nhưng mà bản SP thì nó sẽ cho chúng ta can thiệp vào cái phần nhúng của xe. Tuy nhiên á, nếu như các bạn không có kiến thức nhất định á, thì chúng ta rất là khó để mà mình chỉnh cho vừa ý. Tại vì các bạn biết á, là đường Việt Nam mình không phải là nó bằng phẳng liên tục hoặc là nó xấu liên tục, mà có đoạn thì nó đẹp, có đoạn thì nó xấu. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nhảy xuống mà chúng ta chỉnh cái đoạn xấu xong rồi chạy tí xíu đẹp rồi chúng ta nhảy xuống chúng ta chỉnh được. Bởi vì đây là chỉnh cơ đó, cho nên là nó sẽ có một cái mức độ mà nhất định, chứ không phải là mình chỉnh tối ưu hóa theo đường đó. Thì những cái dòng xe ADV mà dạng như có phục điện á, thì nó sẽ tự canh chỉnh rất là nhanh tùy thuộc vào con đường. Thì đó là những cái hay của ADV. Nhưng mà cái điểm mà bất lợi của những cái dòng xe đó là nó cồng kềnh, nó to, nó nặng, thành ra là mình cũng không có mặn mà lắm với xe ADV sau khi mà mình đã sử dụng chiếc Tiger 900. Bây giờ mình sở hữu MT09SP này á, thì cái chiều cao xe nó ở một cái mức độ vừa phải. Khi mà mình đi với vợ á, thì hai chân của mình có thể là chống ngang bằng dưới mặt đất hết, chứ mình không cần phải nhón. Nếu như mà đi một mình á, thì nhón nửa bàn cho cả hai bên, thì đó là một cái mức độ cũng rất là ok rồi. Chiều cao của mình là 1m69. Với những cái trang bị mà mình đang gắn ở trên xe đây á,
thì các bạn đi những cái cung hành trình dài, ví dụ như là xuyên Việt một người hoặc hai người thì đều ok. Nếu như mà đi một mình á thì các bạn có thể là trang bị một cái cặp túi này 30 lít mỗi bên, thì các bạn có thể là đem quần áo cũng như là đồ nghề cho hai bên, hoặc là các bạn không sử dụng hai cái túi này, các bạn sử dụng một túi Lobo này khoảng 50 lít để từ ở cái phần yên sau đổ dài ra cái ba ga ở phía sau là đẹp. Đó, các bạn sẽ đem đồ đi rất là thoải mái ha. Đối với những cái dòng xe khác thì chúng ta có thể làm được điều đó hay không? Chúng ta có thể trang bị hai túi và phía sau không? Thì vẫn được các bạn, vẫn là trang bị được. Tuy nhiên thì nó sẽ khác cái gì? Mỗi một xe thì cái kiểu yên và cái thiết kế phuộc ở phía sau á, nó sẽ khác nhau. Những cái trang bị ví dụ như là cái ba ga nè, các bạn thấy ba ga của MT09 á, khi mà GV họ thiết kế cho cái xe này làm rất là chuẩn chỉ. Ví dụ như các bạn mua một cái chiếc xe khác không phải là MT09, các bạn cũng gắn cái ba ga y chang vậy, nhưng mà khi mà chúng ta gác cái túi lên, để cái ba lô lên thì nó sẽ khác biệt một tí xíu. Nó có thể là nó tốt, có thể là không tốt, hoặc là về cái mặt mà thẩm mỹ á, khi mà mình gắn đồ lên trên xe mình còn phải xét về cái mặt thẩm mỹ nữa, và về cái độ an toàn khi mà chúng ta trang bị trên xe đi có được tốt hay không. Thì với cái cặp túi đôi này á, thì mình đã chạy những cái cung hành trình dài trước đó rồi. Ví dụ như các bạn có theo dõi thì các bạn biết mình mới vừa đi cái tour Quy Nhơn vừa rồi. Với cái cặp túi đôi này mình có thể là chạy lên gần 230 km một giờ. Thì các bạn thấy là cái độ ổn định khi mà mình gắn cái túi á, nó cũng ở một cái mức độ rất là tốt. Nhưng mà trên 230 nữa thì không được nha. Xe nó sẽ có hiện tượng là bị chao đảo. Bởi vì hai cái túi này dù sao nó cũng không phải thiết kế dạng khí đồng học. Đó, cho nên là ở một cái tốc độ cao thì gió nó sẽ làm cho cái phần đuôi mất cân bằng. Thì chuyện này rất là bình thường. Xe thì có một cái trọng lượng tương đối nhẹ 190 kg khi mà đã đầy xăng và nhớt. Với cái trọng lượng nhẹ như thế này thì các bạn có thể là đi rất là thoải mái. Chúng ta có thể là dễ dàng tránh né xe phía trước, tránh né chướng ngại vật phía trước mà để mà mình di chuyển tiếp. Trong khi những dòng xe ADV nếu như mà vô những cái cung đường mà xe nó hơi đông á, thì chúng ta phải chậm lại một khoảng thời gian rất là dài. Và khi mà thoát ra được đó thì chúng ta mới chạy lại. Thì đó cũng là một trong những cái điểm yếu mà mình không có thích về những cái dòng xe ADV. Vợ mình á, sở dĩ đi cái cung này á, bởi vì thấy là cái xe nó cũng không có quá cao, và khi mà mình trang bị được cái chỗ ngồi ở phía sau nó thuận tiện như thế này thì vợ mình mới đi chung. Chứ đi mười mấy ngày mà ngồi cái xe nó không thoải mái thì rất là khó chịu ha các bạn. Mình có thể là đem đồ nghề để vào trong cái ba lô để mình không xài hai cái túi vẫn được. Tuy nhiên á, mình vẫn chia cái hành lý ra. Khi mà mình đi lên khách sạn á, thì mình chỉ xách một cái ba lô này thôi, còn hai cái túi này mình sẽ để ở phía dưới ha. Và không phải là khách sạn nào mình cũng sẽ để ở phía dưới được. Mình sẽ xem thử là nó có đảm bảo hay không, cái khách sạn nó có an ninh hay không nữa, thì mình mới để cái túi ở phía dưới. Nhưng mà cơ bản á, trong suốt hành trình thì mình cũng sẽ ít khi nào mà tháo cái túi lên, đem lên. Phía trước bình xăng thì mình có trang bị một cái túi gắn ngàm. Cái này là tăng lốc của GV. Nó sẽ có một cái ngàm ở phía dưới và chúng ta chỉ cần để cái túi và nó sẽ ăn ngàm. Khi mà mình mở thì mình chỉ gạt cái này thôi là mình sẽ lấy cái túi lên. Rất là tiện lợi. Thì mình gắn cái túi này á, thứ nhất là mình để những cái đồ quan trọng. Thứ hai á, nó sẽ giúp nước á, không có bị động ở trên cái nắp bình xăng nhiều. Mưa đó thì mình sẽ chùm nó lại thì nó che hoàn toàn cái nắp bình xăng luôn. Thì đó là một cái rất là hay. Có nhiều bạn hỏi mình là sao không có sử dụng túi đeo đùi. Thì khi mà sử dụng túi đeo đùi á, các bạn mặc áo mưa nó sẽ bị vướng. Đồng thời á, thì cái túi trên bình xăng này như mình mới vừa nói bạn á, nó che được nước ở trên cái nắp bình xăng. Dù cái nắp bình xăng mình nó có kín hay là nó không kín á, thì nếu mà xui á, thì nước nó vẫn chảy lọt vào trong bình xăng được. Thì mình hạn chế cái việc đó xảy ra thì mình để cái túi bình xăng lên thì nó sẽ an toàn hơn.
Còn về mặt ăn cái độ mà ok của xe này á, thì từ lúc mà mình mua cho tới thời điểm hiện tại thì mình chạy rất là nhiều cung đường, rất nhiều tour rồi và không phát hiện một cái lỗi lặt vặt gì hết. Nói chung là mình mua chiếc xe này á, mình đi từ hãng ra là mình chưa có cơ hội quay trở lại để mà mình sử dụng cái dịch vụ ở trong hãng luôn. Chỉ có một vài lần thì mình có ghé để mình mua những cái phụ tùng, ví dụ như là lông đờn ốc nhớt rồi á, thì mình có ghé, hoặc là ghé để xem mấy cái dòng xe mới thì có ghé một hai lần ở hãng. Chứ còn nếu mà nói về đem về vô service á, thì mình chưa có đem service chiếc xe này. Ở bên nước ngoài á, hoặc ở trong manual của xe đó, trong cái phiếu mà kiểm tra định kỳ của xe, các bạn thấy là ở những cái mốc ví dụ như là 10.000 hoặc là những cái mốc lớn á, thì chúng ta phải đem xe vô bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra xe trong hãng. Tuy nhiên á, thì cái kinh nghiệm của mình á, sau khi mà sở hữu nhiều dòng xe đó, có những chiếc xe mình đang đi rất là ok. Không biết là bên Yamaha này làm thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà thật sự những cái chỗ khác mình tới á, cái xe mình đang chạy bình thường, mình đem vô bảo trì bảo dưỡng xong gắn lại, trục chặt này trục chặt kia, ngày hôm trước mình đi bảo trì bảo dưỡng, ngày hôm sau mình đem đi sửa đó, thành ra là mình hơi dị ứng một tí xíu. Thật sự nếu như mà để mà đi bảo trì bảo dưỡng lớn á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái hạng mục, ví dụ như là chúng ta có thể là tra mở cái trục bánh xe trước, trục bánh xe sau nè, vệ sinh heo dầu, bố hắn nè, vệ sinh bố hắn trước, bố hắn sau nè, kiểm tra cổ lái nè, kiểm tra thôi chứ cũng chưa cần phải mở ra để tra dầu hoặc là thay bạc đạn. Thì cái đó là đi sau 20.000, 30.000 thì chúng ta sẽ tới cái phần đó. Đó, rồi vệ sinh kim phun nè, lọc gió nè, rồi họng xăng. Đó. À, có thể móc 10.000 này có thể là hai luôn cái buri nữa. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải kiểm tra xe ở cái móc 10.000. Thì sau cái chuyến tour đi xuyên Việt lần này của mình á, về là khoảng 15.000 thì mình sẽ kiểm tra các cái phần ở trên xe. Nhưng mà đa số thì mình sẽ tự mình xử lý. Những cái ví dụ như là họng xăng kim phun á, thì khi mà tháo ra thì phải đem tới tiệm nó có cái máy á, thì họ mới xử lý cái đó cho mình. Có những cái thì chúng ta không có thể tự làm ở nhà được, nhưng mà có những cái thì mình sẽ tự làm ở nhà được ha các bạn. Xe này thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản. Xe Nhật á, thì thường nó đơn giản lắm, nó không có phải là quá nhiều cái phức tạp giống như là xe châu Âu. Và đặc biệt á, là nó phù hợp với lại cái điều kiện sử dụng ở điều kiện là châu Á của mình. Những cái năm trước á, khi mà các bạn nói về một cái chiếc xe Nhật với một chiếc xe châu Âu á, thì các bạn sẽ thấy là xe châu Âu nó là một bầu trời công nghệ. Nhưng mà thời điểm hiện tại năm 2023 sắp tới đây á, thì các bạn thấy xe Nhật á, nó đã trang bị nhiều cái công nghệ trên xe rồi. Như chiếc MT09 này á, nó có những cái công nghệ ví dụ như là chống trượt bánh nè, nồi chống trượt nè, rồi chống trượt bánh, chống trượt ngang nè, kiểm soát lực kéo nè, ABS trước sau nè, quick shift 2 chiều nè, chống bốc đầu, các bạn thấy không? Rồi có thêm ga tự động nữa. Ngày xưa những cái dòng xe mà cỡ này á, làm sao có ga tự động được các bạn? Chỉ có những dòng như BMW đồ á, thì họ mới trang bị cái ga tự động thôi. Ga tự động nghĩa là mình kích hoạt vào cái chế độ đó đó, thì cái mình sẽ gài cái tốc độ ví dụ 50-60 á, mình không cần giữ ga và xe nó vẫn chạy về phía trước. Hoặc là khi các bạn lên dốc á, thì mình gài 50 nó sẽ lên 50, và khi mà xuống dốc á, nó vẫn xuống là 50 chứ nó không có chạy vượt quá. Thì các bạn thấy là xe này nó đã rất là đủ rồi. Cái này nó chỉ thiếu một cái nữa thôi, đó chính là cái sưởi ấm tay lái nữa là xe nó sẽ rất là hoàn hảo. Ngày xưa những cái xe mà từ 600, 700 triệu trở lên nó mới có những cái công nghệ này. Nhưng mà bây giờ hãng xe Nhật họ đã trang bị những cái option như vậy trên chiếc xe của chúng ta rồi. Cho nên các bạn thấy là cái sự mà cách xa giữa xe châu Á với xe châu Âu nó cũng không có còn quá lớn. Một cái điểm mà chúng ta có thể là so sánh giữa xe châu Á với xe châu Âu á, những cái hãng là chúng ta nhìn trên xe sẽ thấy là châu Á họ thiết kế một cái chiếc xe nó còn hơi rời rạc hơn so với xe của châu Âu. Xe châu Âu các bạn sẽ nhìn thấy tổng thể chiếc xe nó rất là gọn gàng và nó liền mạch với nhau, nó làm cho một chiếc xe rất là đẹp. Tuy nhiên á, nó sẽ có một cái điểm yếu,
là những cái linh kiện, cái phụ tùng ở trên xe châu Âu á, mặc dù là được ráp ở Thái Lan, tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng thực tế ở ngoài á, thì nó sẽ có những cái hư hỏng lặt vặt, trục trặc lặt vặt. Thậm chí các bạn để xe một chỗ thôi, nó cũng hư nữa, nó lạ lùng vậy đó. Còn mà xe của Nhật á, các bạn đi, các bạn cài, các bạn bào cỡ nào thì bào, nó vẫn không hư. Đó chính là cái sự khác biệt giữa những cái dòng xe châu Á và xe châu Âu. Còn nếu mà nó so sánh về hãng xe đó thì mình không có nhắc tới tên hãng nào hết á, như các bạn cũng tự hiểu về cái vấn đề đó ha. Một chiếc xe có những cái công nghệ nhất định, nó là thể xác của Nhật nhưng mà tâm hồn của nó thì có thể là tương đối giống như châu Âu. À, và cái xe này á, thì cái khi các bạn mua về đó thì các bạn sẽ có những cái option, cái trang bị của những hãng như Givi nè. Về gắn rất là tiện lợi, mình cũng không cần phải chế cháo hay là mình khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm đồ để mình gắn lên trên xe. Những cái bảo vệ á, thì như mình đang gắn ở đây á, thì các bạn thấy nó có một cái chống đổ của buji nè đó. Và một cái ốp lốc máy của Yamaha chính hãng. Cái ốp này cũng của buji luôn đó, thương hiệu đồ chơi ha. Có rất là nhiều món chúng ta có thể là dễ dàng kiếm và gắn trên xe, chúng ta không cần phải chế cháo. Và đặc biệt á, là cái phần ba ga phía sau thì mình thấy rất là vừa ý. Bởi vì những cái chiếc xe trước của mình á, thật sự khi mà kiếm ba ga nó khó lắm các bạn. Và kiếm được một cái ba ga để mình gắn lên xe đó, không phá vỡ được cái tổng thể của xe, nó lại càng khó nữa. Cho nên khi mà mình mua chiếc MT09 này và mình gắn được cái bộ ba ga với lại những cái đồ trên xe đó, mình cảm thấy nó rất là vui. Bởi vì chiếc xe nhìn nó gọn gàng và nó đẹp, không phá vỡ được cái tổng thể của xe. Đấy, đứng từ cái góc này thì các bạn thấy cái xe mình nè, rất là hầm hố, rất là ngầu, nhưng mà nó lại mang cái tính tiện dụng cao. Nếu như mà qua năm 2023 các bạn đang suy nghĩ không biết là mình nên mua một cái chiếc xe phân khối lớn nào mà nó thuận tiện cho các bạn đi chơi, đi làm, đi tour, hoặc là các bạn đi chung với gia đình, đi chung với vợ hoặc người yêu, thì MT09 SP này là một trong những cái lựa chọn rất là tốt. Các bạn ráng một chút xíu các bạn mua bản SP, nó sẽ hay hơn so với bản thường. Bởi vì khi mà các bạn mua cái bản thường á, thì cái phục trước của nó sẽ không phải là cái phục tăng chỉnh giống như cái phiên bản SP. Các bạn chỉ có thể mua cái phục sau ô lìn các bạn gắn vào thôi. Và các bạn biết vấn đề nó nằm ở đâu không? Khi mà xe á, họ bán ra họ đã canh chỉnh ở cái phần trước và phần sau, tức là cái phục zin á, phần trước phục sau nó đã chuẩn theo cái xe phiên bản thường rồi. Khi mà các bạn gắn cái ô lìn vô, các bạn sẽ biết các bạn nên chỉnh như thế nào để cho nó ok không. Nó chỉ đáp ứng cho các bạn cái phần sau thôi, còn cái phần trước, cái phục trước đó, họ chỉnh ví dụ như phần trước chỉnh gà, ở phần sau các bạn chỉnh vịt, thì chắc chắn là các bạn sẽ chạy không ok rồi. Mặc dù là chúng ta đầu tư một cái cây ô lìn giống y như cái phiên bản SP, nhưng mà cái cây ở phía trước các bạn không có đầu tư, thì thành ra là nó phá vỡ tổng thể. Và khi mà các bạn mua cái cặp phục trước SP, cái phục sau ô lìn các bạn gắn vào, thì cái chi phí các bạn thấy phải bỏ ra nó nhiều hơn so với các bạn mua cả chiếc xe mà nó đã trang bị sẵn như thế này không. Đó là cái sự khác biệt. Cho nên là có nhiều bạn kêu là để mình mua cái phiên bản thường xong mình mua cái phục ô lìn mình gắn vô, ủa làm vậy chi cho mất công vậy, đúng không? Mua hẳn luôn phiên bản SP đó, nó chỉ nhỉnh hơn cái phiên bản thường có chút xíu thôi, mà các bạn có được cái trải nghiệm nó tốt. Thì thật sự là mình chia sẻ vấn đề này là bạn nào mà đang cái định suy nghĩ là mua MT09 SP hay là phiên bản thường thì nên mua SP ha. Còn phiên bản thường chắc để cho hãng chân thôi. Hoặc là những bạn nào mà những cái đợt sale á, những cái đợt mà sale lớn á, thì nó sale cái phiên bản thường thấp á, thì chúng ta mua thì ok. Các bạn cứ chạy zin thôi, các bạn không có yêu cầu quá cao về một cái chiếc xe mà nó hoàn hảo thì các bạn mua phiên bản thường được.
Còn những bạn nào mà muốn có một cái trải nghiệm mà tốt nhất về cái dòng xe này thì nên mua SP. MT10 cũng vậy luôn. MT10 nếu như mà mình có mua được á thì mình cũng sẽ mua phiên bản SP. Bởi vì những cái trang bị của cái phiên bản SP nó sẽ cao hơn cái phiên bản thường rất là nhiều. Và đặc biệt á là MT09 mà mình đang sở hữu đây á, nó được sản xuất ở Nhật và nhập khẩu về Việt Nam nha các bạn, chứ không phải là sản xuất ở bên Thái nha. Theo những cái thông tin mình biết á, thì cái phiên bản thường hình như là sản xuất ở bên Thái. Thì sản xuất ở bên Nhật với bên Thái thì nó khác nhau cái gì? Cũng là đồ của Yamaha luôn, nhưng mà cái dây chuyền sản xuất á, và cái tiêu chuẩn mà lắp ráp á, thì ở mỗi một cái quốc gia lắp ráp nó sẽ có một cái sự khác biệt và những cái độ chinh lịch về cái tay nghề của người thợ. Như các bạn thấy á, những cái đồ mà họ lắp ráp ở bên Nhật thường là nó sẽ có cái giá thành cao hơn so với các cái nước khác mà lắp ráp. Và cái độ mà chính xác ở trên xe đó thì xe Nhật nó lắp ráp rất là ok. Mặc dù là máy móc rồi tất cả linh kiện thì đều giống như nhau thôi chứ không có gì khác hết á, nhưng mà cái tay nghề lắp ráp thì khi mà chúng ta nhìn vào chiếc xe là các bạn có thể là so sánh được ha. Thì phiên bản SP là được sản xuất ở Nhật, các bạn thấy có hay không? Và với cái chiếc xe này thật sự mà bạn nào mà không có phải làm về truyền thông hay YouTube giống như mình á, thì các bạn có thể là đi lâu dài với chiếc xe này rất là ok, có thể là 5 năm, 6, 7 năm gì đó các bạn đổi xe. Còn mình thì mình cũng chưa biết là mình sẽ đi tới thời gian nào, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ gắn bó em nó lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình ha. Đây là cái clip cuối cùng của năm. Thật sự là rất là vui vì sắp tới mình có thể là mình đi một cái tour xuyên Việt. Đồng thời là mình cũng tiết lộ với các bạn là chuyến xuyên Việt sắp tới của mình á, trong năm 2023 này nó sẽ kết thúc cái hành trình mà đi xuyên Việt của mình những năm tới. Tới một cái khoảng thời gian nào đó mà phù hợp hơn thì mình sẽ đi lại. Tại vì trong mấy năm gần đây thì mình đi liên tục rồi. Thật sự thì nó cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Cho nên là mình sẽ kết thúc những chuyến hành trình xuyên Việt sắp tới. Trong cái chuyến tour xuyên Việt mùng 4 Tết này á, thì là mình sẽ không có đi tour xuyên Việt nữa ha các bạn. Cho nên mình sẽ dành nhiều cái cảnh đẹp cũng như là mình đi mình quay cái chuyến này cho các bạn xem, và mình sẽ trải nghiệm cái chuyến tour xuyên Việt sắp tới này một cách thoải mái nhất. Và mình sẽ cố là không biết nói gì đây ta, nói là mình đi một cái tour mà phải là hoàn hảo nhất từ trước tới nay để cho bản thân của mình cảm thấy vui cũng như là các bạn khi mà xem clip mình hay hơn. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ ha.